Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống nước ta. Nên về trưa chiều, dù trời giảm mây hừng nắng thì nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ cũng không tăng cao, chỉ từ 20 đến 22 độ tại khu vực vùng núi, còn từ 22 đến 24 độ ở tại khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Về chiều tối nay và đêm muộn sang đến ngày mai, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở Bắc Bộ từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Sau đó, từ ngày mai trở đi, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, miền Bắc sẽ có nắng trở lại. Nhiệt độ về đêm và ngày ở thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ đều có xu hướng tăng lên từ 1 đến 2 độ, nên cảm giác rét cũng giảm đi đáng kể. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay sang đến ngày mai, khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên vẫn tiếp tục có mưa nhiều nơi. Vùng mưa vừa đến mưa to sẽ tập trung từ các tỉnh ở Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi. Mưa không quá lớn nhưng cũng làm cho nền nhiệt ở miền Trung giảm thấp. Vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ từ 22 đến 24 độ. Trong đêm nay thì mức nhiệt thấp nhất chỉ từ 15 đến 18 độ, trời rét. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ đêm nay cũng dao động ở mức từ 20 đến 23 độ, trời lạnh. Ở các tỉnh từ Bình Định trở vào Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 22 đến 25 độ. Từ ngày mai mưa thu hẹp, sau đó giảm nhanh. Khối không khí lạnh cũng tác động xuống phía Nam, nhưng chủ yếu là các tỉnh Tây Nguyên. Nên trong ngày hôm nay, ở Tây Nguyên nhiệt độ giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Còn ở Nam Bộ, trong ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ trưa chiều vẫn cao, dao động từ 31 đến 33 độ. Đến tối nay sang đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ giảm nhanh, nhiều nơi ở miền Đông, Nam Bộ sẽ chuyển lạnh với mức nhiệt chỉ dưới 20 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra, trong 24 giờ tới, áp thấp hoạt động trên khu vực ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 17. Dự báo trong những ngày tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó vượt qua đất liền Philippines, đi vào khu vực phía Đông Nam Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 của nước ta trong năm nay. Theo như các dự báo thì hướng di chuyển của bão là khá phức tạp. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.